Dấu hiệu bất thường của nữ sinh đầu độc cha ruột bằng cyanua. Liên quan đến vụ nữ sinh đầu độc giết chết cha ruột rồi tạo hiện trường giả, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Tống Thị Tùng Linh, 21 tuổi, trú phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa để điều tra về hành vi giết người. Theo chia sẻ của người thân, Linh là con gái út trong gia đình, đang học ngành luật tại thành phố Hồ Chí Minh. Vì dịch bệnh bùng phát, Linh về nhà sống với ông Điệp để học online. Vì tính chất công việc, gia đình hay dơ do nhỏ nước bẩn, ông Điệp thường bảo Linh lau nhà. Từ đó, hai cha con thường xuyên cằn nhằn nhau. Linh bực tức với việc cha hay cằn nhằn, la rầy mình đến mức gọi điện thoại cho bà D để kêu ca việc chán nản cha mình. Vì vậy, mẹ Linh đã gọi điện về khuyên hai cha con nên kiềm chế hơn. Tuy nhiên, bà D bất lực thừa nhận, con Linh nó bướng, nhiều khi mình nói nó không nghe. Nói về tính cách bình thường của con gái, mẹ Linh cho biết Linh vốn hướng nội, trầm tính, ít nói, nhìn qua thì hiền lành nhưng bên trong ngang bướng. Bà D buồn bã chia sẻ, năm lớp 7 nó có lấy tiền của ổng không, cô không biết, ổng về mới lục soát. Nhưng nó ăn cắp tiền của chị nó để mua bộ đồ thể dục là có thật. Sau đó nó tự ý ăn cắp tiền của cô để đi sửa đồ vì nó bận không vừa. Lúc đầu cô phát hiện nó không nhận tội, nó đổ thừa tùm lum, một hồi lâu nó mới khóc rồi kể do thế này, thế kia mà cô giấu không cho cha nó biết vì sợ la mắng nó. Về gia đình ông Tống Hồng Điệp thì người dân cho biết sống rất hòa đồng với mọi người xung quanh, chưa từng xảy ra mâu thuẫn với ai. Thời điểm xảy ra vụ án, vợ của ông Điệp đang ở thành phố Hồ Chí Minh để chăm sóc cho chị gái Linh vừa sinh con nhỏ. Lúc làm việc với Linh, lực lượng công an thấy nữ sinh nói chuyện như người mất hồn, khai báo bất nhất, đôi mắt nhìn xa xăm. Với kinh nghiệm từng điều tra các vụ án mạng do người trầm cảm gây ra, lực lượng công an nghi ngờ ông Điệp bị Linh sát hại, dựng hiện trường vụ cháy giả, khai báo gian dối nên quay lại hiện trường tìm kiếm từng ngõ ngách bên trong căn nhà của nữ sinh. Trước đó, ngày 18 tháng 1, Linh bắt xe đến chợ Kim Biên, thành phố Hồ Chí Minh mua 1 kg chất độc cyanua, sau đó mang về cho vào nước uống để trong tủ lạnh. Ông Điệp lấy một chai nước uống để uống và tử vong sau đó. Đến sáng ngày 19 tháng 1, khi biết cha đã tử vong, Linh kéo thi thể của ông Điệp ra phía sau tường rào, rồi mua gạch, xi măng về đắp lên thi thể và xây gạch bít kín nhằm che giấu hành vi. Tại cơ quan điều tra, Linh khai động cơ dẫn đến việc giết cha ruột là vì bản thân thường xuyên bị cha chửi mắng trong thời gian dài. Hơn nữa, cha còn đối xử không tốt với cả mẹ của Linh. Thời gian gần đây, do bị cha tiếp tục la mắng nên Linh nảy sinh ý định giết cha nhằm giải tỏa cơn bức xúc, kìm nén kéo dài. Linh còn cho rằng, người cha đã đối xử không tốt với mẹ khiến bà không chịu đựng nổi đã bỏ sang nhà người thân ở, còn cô ở với cha. Tuy nhiên, lời khai này của cô đã bị người thân bác bỏ. Một người dân sống gần nhà Linh cho hay, thời điểm vụ án kinh hoàng xảy ra, mẹ của Linh đang ở thành phố Hồ Chí Minh để lo cho chị gái của Linh mới sinh con. Bà D, mẹ của Linh cũng xác nhận rằng những thông tin mà Linh nói là tự dựng lên, không có chuyện vì mâu thuẫn với chồng, không chịu đựng được mà bỏ đi nơi khác. Thực tế, bà đang chăm sóc cho hai đứa cháu ngoại song sinh, con của chị Linh. Bên cạnh đó, quá trình làm việc với hàng xóm của Linh, lực lượng công an được họ cho biết nhiều tháng qua Linh có dấu hiệu trầm cảm. Khả năng cao nữ sinh đã nảy sinh ý định đầu độc cha trong lúc trạng thái tinh thần không tỉnh táo và có bệnh về thần kinh. Còn cụ thể nguyên nhân phía sau phải chờ đợi kết luận cuối cùng từ cơ quan chức năng.